Theo ABC News, ngày 3 tháng 12, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, khi mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam. Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết diện tích khu vực người dân được yêu cầu rời đi theo lệnh sơ tán chiếm khoảng 1/4 lãnh thổ Gaza. Trước khi xảy ra cuộc xung đột, khu vực trong và thành phố Khan Yunis là nơi sinh sống của gần 800.000 người. Quân đội Israel cũng cho biết đã tìm thấy 800 lối dẫn xuống hệ thống địa đạo của Hamas. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận việc thực hiện các chuyến bay giám sát ở Gaza để xác định vị trí các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10. Các máy bay giám sát là loại máy bay không người lái, không trang bị vũ khí và chỉ có nhiệm vụ xác định vị trí con tin. Theo chính quyền Israel, Hamas đã bắt giữ khoảng 240 người Israel và con tin nước ngoài trong vụ xung đột ngày 7 tháng 10. Đến nay, khoảng 110 người đã được trả tự do trong thời gian diễn ra thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza.